Chợ Ngợp trước căn nhà 5 tầng làm hoàn toàn bằng gỗ quý, độc nhất vô nhị ở Hà Tĩnh. Sau 3 năm xây dựng, ngôi nhà gỗ 5 tầng làm bằng các loại gỗ quý vừa được hoàn thành, tọa lạc trên quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh, trở thành ngôi nhà gỗ độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Lân, 72 tuổi, trú tại phường Tân Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ông từng bị cho là ngông cuồng, phi thực tế khi quyết định xây dựng ngôi nhà 5 tầng bằng gỗ quý ngay sát trục đường quốc lộ 1A. Theo quan sát, ngôi nhà cao tầm 20m được dựng phương phẳng đứng từ tầng 1 đến tầng 5 với hệ thống cầu thang bộ và thang máy hiện đại. Tầng dưới cùng được làm bằng bê tông ốp đá. Ngôi nhà 5 tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ với hệ thống nhiều cột gỗ rất cao, to. Gia chủ tiết lộ, ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ sao xanh, một trong những loại gỗ quý hiếm. Nhà gồm 22 cột, 6 cột chính giữa cao 17,5m, đường kính trung bình mỗi cột từ 70-90cm. Diện tích mặt tiền ngôi nhà rộng 10m, chiều dài 18m. Ngôi nhà được ông Lân tự thiết kế với những họa tiết hoa văn theo kiểu kiến trúc nhà cổ Việt Nam. Ngôi nhà được nối thông với một quán cà phê 2 tầng, cũng được làm bằng gỗ do ông Lân làm chủ. Chủ nhân của ngôi nhà chia sẻ, nó được bàn tay của khoảng 30 người thợ giỏi khắp mọi miền đất nước, Huế, thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh, làm trong vòng gần 3 năm mới có thể hoàn thành. Ông Lân chia sẻ, trong suốt quá trình xây dựng, điều khó nhất là dựng khung cột của ngôi nhà. Vị trí ngôi nhà nằm trên trục đường quốc lộ 1A, phía dưới và phía trên đều có đường dây điện cao thế chạy qua, rất khó khăn cho việc dựng khung và chuyển vật liệu. Do đặc thù là nhà gỗ, nên hầu hết mọi thứ vật liệu liên quan đều có kích cỡ to, lớn. Mặt khác, những cột gỗ lớn cao gần 20m nên việc ghép lại để dựng lên một khối nhà hết sức khó khăn, có thể nói là ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu lên ý tưởng dựng ngôi nhà gỗ này, ông Lân đã bị gia đình, bạn bè phản đối, kể cả những người trong ngành xây dựng cũng cho rằng ông bị ngông. Khi tôi nói về việc xây dựng ngôi nhà gỗ 5 tầng tại đây, không một ai đồng ý, ai cũng nói tôi ngông cuồng và cho rằng tôi chỉ nói láo, nói phét, chứ không thể thực hiện được. Tôi dám cam đoan, kể cả các nhà giỏi về kiến trúc và xây dựng cũng khó để tính toán dựng được ngôi nhà gỗ này. Thế nhưng, với quyết tâm cao độ là phải làm bằng được, tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết từng khâu nhỏ nhất trong quá trình xây dựng. Và rồi cuối cùng, ngôi nhà cũng được hoàn thành, ông Lân tâm đắc. Đây có thể coi là một ngôi nhà gỗ duy nhất, chứ không thể có cái thứ hai tại Việt Nam. Chủ nhà này là một người rất có lý tưởng mới có thể xây dựng được một ngôi nhà như thế. Chúng tôi làm trong ngành xây dựng nên hiểu rất rõ độ khó để dựng được căn nhà như thế này, một kỹ sư công tác trong ngành xây dựng đánh giá. Không chỉ độc đáo về vẻ bề ngoài mà nội thất phía trong ngôi nhà cũng độc lạ không kém. Dẫn chúng tôi đi tham quan khắp ngôi nhà, chỉ tay về con rùa bằng gỗ dưới suối nước nhân tạo trong khuôn viên ở tầng 1. Ông Lân cho biết đây là con rùa bằng gỗ đã hóa thạch có 102 mà ông may mắn sở hữu. Ngoài ra, án ngữ dưới trang chính tại tầng 2, một con dơi bằng gỗ đồ sộ có chiều dài cao gần 3m mà theo ông Lân, đây là gốc gỗ đinh hương của Lào đã có tuổi đời hàng trăm năm. Bên cạnh đó, tất cả bàn ghế trong ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, đóng theo thiết kế cổ xưa, càng tôn lên nét độc đáo cho ngôi nhà. Trong cuộc trò chuyện, ông Lân chia sẻ, ông tự mày mò thiết kế và dựng lên ngôi nhà gỗ độc đáo này không vì mục đích nào khác mà chỉ vì tâm nguyện muốn giữ lại những khúc gỗ nguyên khối quý giá cho mai sau và mong muốn nó sẽ trở thành một điểm tham quan của khách du lịch khi đến tại Hà Tĩnh. Ông Lân dự định sau khi hoàn thành, khu vực tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà sẽ làm quán cà phê, tầng 3 làm phòng trà, còn tầng 4 và tầng 5 sẽ dành để cho gia đình ông sinh hoạt và làm phòng đọc sách, thư giãn. Tôi mở quán cà phê và phòng trà là để cho mọi người có cơ hội được đến tham quan và chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ 5 tầng độc nhất vô nhị này. Còn nếu làm để kinh doanh thì lợi nhuận thu về không thấm vào đâu so với công sức và tiền của tôi bỏ ra để xây dựng. Ở Việt Nam không có ngôi nhà gỗ thứ hai như thế này, kể cả thế giới cũng không có, chứ đừng nói đến Việt Nam, ông Lân tự hào nói. Khi hỏi về tổng giá trị của ngôi nhà, chủ nhân của nó không muốn tiết lộ con số. Nhưng theo vị đại gia nhà gỗ này, nếu có người trả 100 tỷ để mua lại căn nhà này, ông cũng không bán.